Chào mừng quý vị đến với kênh Bất Động Sản Trí Cao. Và Trí hôm nay sẽ review cho quý vị tất cả các thông tin của một miếng đất nằm cách khu công nghiệp Vĩnh Long chỉ khoảng 1,5 km đến 2 km thôi quý vị. Và hình ảnh của bên Trí làm đều là hình ảnh trực quan, chúng ta có thể là nhìn thấy miếng đất này là bên Trí mới vừa chụp xong. Và hình ảnh của nó là điều 360 như là định vị của ở trên vệ tinh quý vị nhìn xuống vậy đó, là những hình ảnh thực tế nhất. Và miếng đất ngày hôm nay Trí sẽ review cho quý vị có diện tích là khoảng 2,5 công quý vị. Thì chiều ngang của miếng đất này á, đó là khoảng chừng 29,34 m và chiều dài là 85,24 m, đường là đường 1,2 m đến 2,5 m đây anh chị ha. Và nó tiếp giáp với cái lộ Thanh Sang, và lộ Thanh Sang này nó cũng tiếp giáp đi ra đường quốc lộ 57B đó. Còn hướng tay trái của miếng đất này đi về ngược về á, đó là về cái khu vực của ngã tư huyện Châu Thành đó. Quý vị nhìn thấy gần cái miếng đất ở đây á, là chúng ta thấy nhìn rất là nhiều cái dãy nhà trọ. À, người ta ở cũng rất là đông đúc ha quý vị ha. Đó, mật độ dân số cũng rất là dày. Đây, và cái miếng đất này nó nằm gần cái khu công nghiệp Giao Long. Đây, là khoảng 1,5 km đến 2 cây. Khu tái định cư Giao Long nè, rồi ủy ban của xã Thới Sơn nữa, rồi chợ nữa ha quý vị ha. Đó, chúng ta nhìn thấy cái miếng đất rất rõ ràng. Rồi bây giờ chị sẽ zoom xuống tí xíu cho anh chị nhìn thấy dưới đất đây có cái gì. Trên đất là có một cái nhà nhỏ ha, để trồng trọt những cái cây ở đây. Đường đây, đường rất là rõ ràng anh chị ha. Đó. Đây. Rồi và sau đây chúng ta sẽ đi qua tới cái hồ sơ pháp lý một tí xíu và vị trí. Thứ nhất là mình sẽ đi đến thông tin ha quý vị. Đây, thông tin ở đây là 2,498 m/7 m², đất trồng cây lâu năm. Đường lộ thì từ 1,2 m đến 2,5 m, sổ đỏ riêng, cách ngã tư Châu Thành là khoảng 2,7 km, bệnh viện đa khoa. Vì thì đây là tất cả các thông tin mà bên Trí cập nhật cho quý anh chị, cách dòng xây Giao Long hay là khu công nghiệp Giao Long. Rồi chúng ta sẽ đến với vị trí. Tại vì bên Trí khi mà nhận bán những cái sản phẩm đất á, đều luôn luôn muốn mong đến đó là người chủ và khách hàng gặp nhau trực tiếp, cũng như là khỏi tránh mất thời gian mà bị dẫn đi lòng vòng mất thời gian quý vị. Thì đây là cách quốc lộ 57B đây. Đó, miếng đất Trí đã ghim vị trí cho quý anh chị nhìn thấy sẵn luôn ở trên cái Google Map. Quý vị có thể là click vào ở trên đây để đi đến trực tiếp ngay cái miếng đất này luôn từ vị trí của quý vị ha quý vị. Rồi và sau đây chúng ta sẽ đến với hồ sơ pháp lý. Hồ sơ pháp lý. Đây, đất ở đây còn có giáp con kênh nữa nè quý vị. Và ở đây là xã Quế Sơn. Ấp Quế Sơn thuộc xã Quế Sơn ở của Châu Thành. Và quý vị sẽ thấy đất ở đây là đất trồng cây lâu năm. Đó, đất trồng cây lâu năm sử dụng riêng ha quý vị ha. Đó, đó là những cái thông tin về cái miếng đất. Và chúng ta sẽ đến với giá bán. Giá bán của miếng đất này là 2 tỷ trên một công. Thì cái miếng đất mình hiện tại là tương đương nó là khoảng chừng 5 tỷ đó quý vị. Chỉ cần 5 tỷ thôi thì nó sẽ, anh chị thấy cái miếng đất nhìn rất là đẹp theo hình chữ nhật ha quý vị ha. Nếu mà cái này chúng ta xây dãy trọ, các dãy trọ cũng rất là ổn ha quý vị. Đây, nó cách khu công nghiệp Giao Long cũng rất là gần. Và Trí cũng xin phép là cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh Bất Động Sản Trí Cao. Trí sẽ lướt một vòng nữa cho quý vị thấy toàn cảnh của miếng chung quanh những cái tiện ích của miếng đất này ha quý vị nha. Đó, ngã tư huyện Châu Thành nè, rồi đây là quốc lộ 57B, rồi khu công nghiệp Giao Long. Vâng, xin cảm ơn, hẹn gặp lại quý vị trong clip sau.